Thế giới sữa bỉm khôi phúc xin kính chào quý khách. Nhân dịp khai trương, Thế giới sữa bỉm khôi phúc tại địa chỉ km 22, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách cổng chợ km 22 150m về phía Đoan Hùng. Thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khai trương lớn nhất trong năm. Đến mua hàng là có quà, rất nhiều các phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khách. Hãy nhanh chân đến với Thế giới sữa bỉm khôi phúc của chúng tôi để sinh về những phần quà giá trị. Địa chỉ km 22, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách cổng chợ km 22 150m về phía Đoan Hùng. Điện thoại 0333 252 892. Thế giới sữa bỉm khôi phúc cung cấp các loại sữa bột nội ngoại nhập, sữa tươi, sữa chua, các chế phẩm từ sữa, đồ ăn dặm, bỉm, đồ dùng cho mẹ và bé. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách. Chương trình khai trương Thế giới sữa bỉm khôi phúc được diễn ra vào thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch, tại địa chỉ km 22, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách cổng chợ km 22 150m về phía Đoan Hùng. Hotline tư vấn và đặt hàng 0333 252 892. Thế giới sữa bỉm khôi phúc cam kết sản phẩm chính hãng, uy tín, giá rẻ nhất thị trường. Thế giới sữa bỉm khôi phúc hân hạnh được phục vụ quý khách. Thế giới sữa bỉm khôi phúc xin kính chào quý khách. Nhân dịp khai trương, Thế giới sữa bỉm khôi phúc tại địa chỉ km 22, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách cổng chợ km 22 150m về phía Đoan Hùng. Thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khai trương lớn nhất trong năm. Đến mua hàng là có quà, rất nhiều các phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khách. Hãy nhanh chân đến với Thế giới sữa bỉm khôi phúc của chúng tôi để sinh về những phần quà giá trị. Địa chỉ km 22, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách cổng chợ km 22 150m về phía Đoan Hùng. Điện thoại 0333 252 892. Thế giới sữa bỉm khôi phúc cung cấp các loại sữa bột nội ngoại nhập, sữa tươi, sữa chua, các chế phẩm từ sữa, đồ ăn dặm, bỉm, đồ dùng cho mẹ và bé. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách. Chương trình khai trương Thế giới sữa bỉm khôi phúc được diễn ra vào thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch, tại địa chỉ km 22, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách cổng chợ km 22 150m về phía Đoan Hùng. Hotline tư vấn và đặt hàng 0333 252 892. Thế giới sữa bỉm khôi phúc cam kết sản phẩm chính hãng, uy tín, giá rẻ nhất thị trường. Thế giới sữa bỉm khôi phúc hân hạnh được phục vụ quý khách.